tôn vinh Đức Giê-hô-va cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Người nào ở nơi kín đó, sẽ nương thân mình dưới cánh của Đấng toàn năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi. Chúa là Đức Chúa Trời tôi, Chúa là Đức Chúa Trời tôi. Tôi tin cậy nơi Ngài, tôi tin cậy nơi Chúa. Ngài sẽ giữ tôi khỏi mấy chim và khỏi cơn hồn gì hiểm nghèo. Ngài sẽ lấy lòng người mà che chở tôi, và dưới cánh Ngài tôi sẽ được nương đầu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên che tôi, sự chân thật Ngài là cái cam của tôi. Tôi sẽ không sợ dù sự kinh khiếp ban đêm, hoàng tên bầy lấy ra trong tôi tâm, hay là sự tan diễn phá hoại luật ban cho. Tôi sẽ không sợ dù sự kinh khiếp ban đêm, hoàng tên bay ban ngày. Có con gì lấy ra trong tôi tâm, hay là sự tan diễn phá hoại luật ban cho. Sẽ có ngàn người gục ngã chung quanh tôi, và muôn người gục ngã bên hữu tôi. Song tai họa sẽ chẳng đến gần tôi, nhưng tai họa sẽ chẳng đến bên tôi. Trong cơn giam chung tôi kêu gọi Ngài, từ đền thờ Ngài nghe tiếng tôi. Lời tôi kêu xin vang lên tai Chúa, Ngài làm cho con dân cho khỏi mấy ra khỏi mấy từ đó mỗi ngày. Ngọn lửa hận phát ra từ miệng Ngài, ngọn lửa hận làm than cháy bùng lên. Ngài là nghĩa cấm từng trời và người xuống, dưới chân Ngài là vực đen thầm sâu. Ngài cưỡi trên cherubim và bay, Ngài ngự trên một lớp cánh của gió. Ngài cưỡi trên cherubim và bay, Ngài ngự trên một lớp cánh của gió. Các vùng nước tôi đen, các vùng nước tôi đen, cùng làn mây mịt mờ của bầu trời. Mùa giông chung quanh Ngài dường như một trái quân. Từ sự sợ hãi trước mặt Ngài làm có mây mịt mờ đầy trời. Bao giờ mùa đó lửa than hừng hực cháy. Chúa làm sấm sét trên các tầng trời, Ngài làm vang lên tiếng nói oai nghiêm của Ngài. Ngài bắn tên làm cho tan tác quân thù, Phật là chớp nhoáng làm cho quân thù lạc đường. Từ nơi cao Ngài giơ tay nắm lấy tôi, kéo tôi ra khỏi vùng nước sâu. Tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết
hết đời tôi. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va bên tôi. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca ngợi Chúa. Sau khi bị lưu đày từ Babylon trở về, dân Israel không dám phạm tội thờ hình tượng nữa, nhưng họ bắt đầu xem trọng về phong tục tập quán, về lời truyền khẩu. Đó là lý do khiến cho Chúa Giê-xu đã khiển trách người Pharisee cách rất nặng nề, rằng họ đã bỏ đi điều răn của Đức Chúa Trời là điều hề trọng mà giữ lấy những giáo nghi rườm rà. Ngày nay, bạn đang tin theo điều gì? Bạn có dám tin 100% theo lời của Đức Chúa Trời không? Hay đang tin theo lời truyền khẩu của giáo hội? Thương mến kính chào quý ông bà, anh chị và các bạn. Tôi cảm ơn Chúa chuyển thể bài viết trình bày lẽ thật dựa trên Kinh Thánh của người anh em trong Chúa sang phiên bản video này để thuận lợi cho quý vị xem tại nhà hay trong các buổi nhóm hoặc download vào thẻ nhớ tặng cho người khác. Nội dung được giữ nguyên ngoại trừ một số câu của văn viết thì tôi điều chỉnh cho phù hợp với văn nói. Trang Facebook của người anh em trong Chúa được post ở dưới phần mô tả của video trên YouTube hoặc phần comment trên Facebook. Thì cái bài viết này cũng sẵn có trên đường link của blog do người chị em trong Chúa lưu trữ, quý vị có thể tham khảo. Có một điều mình vô cùng ngạc nhiên. Nhiều người nói chỉ yêu Chúa Giê-xu, chỉ muốn giống Ngài và giảng lời Ngài, nhưng lại khoác lên mình chiếc áo La Mã, khoái giáo nghi rườm rà và tự hào bảo vệ tín điều ba ngôi bí hiểm, vì chính họ khẳng định không ai hiểu nổi cả, theo ý vua La Mã. Xa lạ hoàn toàn với phong cách bình dân và những lời thật rõ ràng dễ hiểu của con người Giê-xu. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo hỏi Ngài rằng: sao môn đồ thầy không giữ lời truyền khẩu của người xưa? Ngài đáp rằng: hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về việc các ngươi phải lắm, như có chép rằng: dân này lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ lời truyền khẩu của loài người. Ngài cũng phán cùng họ rằng: các ngươi bỏ hẳn điều răn của Đức Chúa Trời đặng giữ theo lời truyền khẩu của mình. Mát đoạn 7 từ câu 5 đến câu 9. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá, có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát, có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy thì bị sập, hư hại rất nhiều. Ma-thi-ơ đoạn 7 từ câu 21 đến câu 27. Bởi cớ đó, hỡi anh em thánh, là kẻ dự phần ân trên trời gọi, hãy suy kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Giê-xu. Ngài đã trung tín với đấng đã lập Ngài, cũng như Môi-se trung tín với cả nhà Chúa vậy. Vì Ngài đã được xưng là đáng vinh hiển cao trọng hơn Môi-se, chẳng khác nào thợ cất nhà được tôn trọng hơn chính cả nhà. Vả chẳng có một cái nhà nào không phải bởi có người dựng nên, mà đấng đã dựng nên muôn vật ấy là Đức Chúa Trời. Còn về Môi-se, người đã trung tín trong cả nhà Chúa như một kẻ tôi tớ gọi đến làm chứng về điều ngày sau sẽ được rao giảng. Nhưng đấng Christ thì trung tín như con trai quản trị nhà Chúa, mà nhà Chúa tức là chúng ta, miễn là chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng lòng tin chắc và trông cậy là sự chúng ta lấy làm vinh hiển. Cho nên như Thánh Linh phán rằng:
ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Như lúc nổi loạn là Ngài thử Chúa trong đồng vắng, là nơi tổ phụ các ngươi thấy công việc ta làm trong 40 năm mà còn thử để dò xét ta. Nhân đó ta dặn dòng dõi này và phán rằng lòng chúng nó làm lạc luôn, chẳng từng biết đường lối ta. Hebrew đoạn 3 từ câu 1 đến câu 10. Rõ ràng đến như vậy mà cứng lòng không chịu chấp nhận Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, cứ chăm chăm tin theo tín điều do hoàng đế La Mã ép giáo hội nghị đặt ra, thay đổi luật pháp Chúa, hà hiếp các thánh giữ lời Ngài, còn kích nhau dùng thần học để dò xét Chúa nữa. Vì vậy cho nên tiên tri Daniel lẫn sứ đồ răng được thấy trước tình cảnh này của giáo hội đều phải lạ lùng, bàng hoàng và mất hết tinh thần. Anh chị em hãy tham khảo Daniel đoạn 7 và Khải Huyền đoạn 17 câu 6 thì sẽ thấy. Đức Chúa Trời luôn quan tâm kỳ lễ lều tạm, giáo hội luôn quan tâm lễ hội mùa đông Noel. Thế thì chúng ta nên nghe lời ai? Ai có quyền quyết định sự sống đời đời cho chúng ta trong cõi tương lai? Là Giê-hô-va Đức Chúa Trời hay giáo hội? Bạn đang chọn điều nào? Thương mến, kính chào quý ông bà, anh chị em và các bạn. Tôi cậy ơn Chúa chuyển thể bài viết trình bày lẽ thật dựa trên Kinh Thánh của người anh em trong Chúa sang phiên bản video này để thuận lợi cho quý vị xem tại nhà hay trong các buổi nhóm, hoặc download vào thẻ nhớ tặng cho người khác. Nội dung thì được giữ nguyên, ngoại trừ một số câu của văn viết thì tôi điều chỉnh cho phù hợp với văn nói. Trang Facebook của người anh em trong Chúa được post ở dưới phần mô tả của video trên YouTube hoặc phần comment trên Facebook. Bài viết này thì cũng sẵn có trên đường link của blog do người chị em trong Chúa lưu trữ, quý vị có thể tham khảo. Hôm nay thì chúng ta suy gẫm vào cuối kỳ đại lễ tháng 7. Kỳ đại lễ tháng 7 theo lịch Kinh Thánh do Chúa quy định thì bắt đầu từ mồng 1 với lễ thổi kèn, mồng 10 là đại lễ chuộc tội, rằm là ngày đầu của lễ liều tạm kéo dài suốt một tuần. Và ngày cuối cùng là một ngày trọng thể chấm dứt mọi lễ hội trong luật pháp Chúa. Chúng ta có thể tham khảo Lê Vi Ký đoạn 23, Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 16. Con cái Chúa có thể nghe nhiều, biết nhiều về lễ vừa qua, cả Cựu Ước và Tân Ước. Nghe biết một khía cạnh về lễ ngũ tuần ở trong Tân Ước. Nhưng hầu như chẳng mấy ai nhắc đến kỳ lễ liều tạm, trong khi đó lại là kỳ đại lễ quan trọng nhất trong năm, kéo dài cả tháng 7 theo lịch Kinh Thánh do Chúa lập. Đây cũng chính là kỳ lễ duy nhất được Đức Chúa Trời đặc biệt quan tâm nhắc nhở muôn dân phải tuân giữ trong thì tương lai để được phước và khỏi bị đón phạt. Chúng ta có thể tham khảo Sa-ta-ri đoạn 14 từ câu 16 đến câu 19. Và bây giờ chúng ta hãy xem Đức Chúa Trời đã dùng chính con Ngài, các sứ đồ và thiên sứ bày tỏ lẽ thật gì liên quan đến ngày cuối cùng đặc biệt này trong Tân Ước và cả thì tương lai. Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ. Chúa Giêsu ở đó đứng kêu lên rằng: nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Bởi bấy giờ Thánh Linh chưa ban xuống vì Chúa Giêsu chưa được vinh hiển. Giăng đoạn 7 từ câu 37 đến câu 39. Chúa Giêsu khẳng định Ngài không tự ý nói gì hoặc là làm gì bất chợt, nhưng mọi sự đều do Cha lập trình. Và Ngài thực hiện trung thành chuẩn xác, không tùy hứng theo ý riêng, dù là địa điểm hay thời điểm. Những lời hứa này đã được phát ra đúng lúc đúng chỗ theo ý Cha, rõ ràng lúc ấy chưa ai hiểu gì cả. Đến ngày lễ ngũ tuần, chúng ta có thể xem trong Công Vụ đoạn 2, Đức Chúa Trời đã nhậm lời nài xin của con Ngài sau khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về ngồi bên hữu của Cha. Cho
cho phép Chúa Giê-xu được nhận linh cha để đổ xuống trên môn đồ. Không chỉ ứng nghiệm lời hứa trong Giăng đoạn 7 từ câu 37 đến câu 38, mà còn để hoàn thành chính xác mọi quy định, làm rõ ý nghĩa lễ ngũ tuần được chép trong Lê-vi ký đoạn 23 từ câu 15 đến câu 21. Hiểu được điều đó và không hề lẫn lộn vị trí Đức Chúa Trời với vị trí Chúa Giê-xu, Phi-e-rơ cùng các môn đồ mạnh dạn công bố vô cùng rõ ràng với người Do Thái rành rẽ luật pháp Môi-se. Hỡi người Israel, hãy nghe lời này. Chúa Giê-xu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết. Người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên cây mọc hình và giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ người lại dưới quyền đó. Đức Chúa Giê-xu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó. Vậy sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Thánh Linh ra như các ngươi đang thấy và nghe. Vậy cả nhà Israel khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn, tức là phong chức Giê-xu này, không phải Đức Chúa Trời này, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá. Tôi xin chỉnh lại chỗ này một chút. Đúng theo lẽ thật là đã đóng đinh trên cây mọc hình, do cái vấn đề dịch thuật thôi. Tôi tiếp tục đây. Mà các ngươi đã đóng đinh trên cây mọc hình làm Chúa và Đấng Christ. Chữ Chúa này nghĩa là ông chủ, tức là trong tiếng Anh gọi là chữ Lord, và tuyệt đối không phải tôn làm Đức Chúa Trời, mà là tôn làm Đấng Christ. Đấng Christ có nghĩa là Đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người. Chúng ta có thể kiểm tra địa chỉ Công vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 22 đến câu 24, từ câu 32 đến câu 33 và câu 36. Phaolô về sau đó thì được chính Chúa bày tỏ đã giải thích rõ ràng cho tân tín hữu Galati đang muốn giữ luật pháp mà chưa hiểu rõ Đấng Christ là ai. Ông viết như thế này: vậy thì làm sao có luật pháp? Luật pháp đã đặt thêm vì cớ những sự phạm phép. Cho tới chừng nào người dòng dõi đến là người mà lời hứa đã hứa cho. Luật pháp được ban ra bởi mấy thiên sứ và truyền ra bởi một người trung bảo. Vả người trung bảo chẳng phải là người trung bảo về một bề mà thôi, nhưng Đức Chúa Trời chỉ có một. Galati đoạn 3 từ câu 19 đến câu 20. Rõ ràng đó, vị trí người trung bảo không thể dời hẳn sang một bề mà gọi là hoặc nhập thành Đức Chúa Trời. Với tín hữu Corinto đã kinh nghiệm nhiều ân tứ Thánh Linh nhưng sống phóng túng trong văn hóa Hy Lạp, dễ coi thường luật pháp, thì Phaolô mạnh mẽ khẳng định: về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha. Muôn vật bởi Ngài mà ra và chúng ta hướng về Ngài. Lại chỉ có một Chúa, tức là một ông chủ đó, không phải Đức Chúa Trời nha, mà thôi là Đức Chúa Giê-xu Christ. Muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy. Nhưng chẳng phải mọi người đều có sự hay biết đó. Cô-rinh-tô nhất đoạn 8 từ câu 6 đến câu 7. Trước khi qua đời thì Phaolô nhắn nhủ với Timôthê là thế hệ kế tục cách vô cùng cẩn thận về lẽ thật, phải hết lòng hết sức dạy dỗ cho mọi người điều gì. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật, vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một Đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ là người. Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ. Ta nói thật, không nói dối. Vì lời chứng ấy, ta đã được cử làm thầy giảng, là sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại, để dạy họ về đức tin và về lẽ thật. Timôthê nhất đoạn 2 từ câu 4 đến câu 7. Chúng ta biết là sau gần 300 năm trung thành chịu khổ, kiên cường giữ lẽ thật, thì các giám mục đã khuất phục dưới ý chí hoàng đế La Mã Constantine khi dùng quyền lực và tiền bạc
cùng lời hứa tôn trọng tự do để dung nạp giáo lý ba ngôi của tôn giáo Babylon, Ấn Độ, Hy Lạp, La Mã vào đạo Chúa. Giáo hội nghị Nice năm 325 đã đồng ý theo lệnh vua đời này bỏ lời Chúa mà gọi đấng Christ là chính Đức Chúa Trời, gọi con ngang bằng với cha, rồi lại tiếp tục tìm cách diễn ý vài câu văn trong Kinh Thánh để thân vị hóa Thánh Linh, tức là thần khí của Chúa Cha, thành thêm một ngôi nữa, tạo ra đủ bộ ba ngôi đồng đẳng, đồng quyền, hòa hợp với giáo lý căn bản chung của mọi nhóm tín ngưỡng văn hóa trong cả đế quốc, giúp hoàng đế tìm được một phương tiện thống nhất xã hội, ổn định chính trị khi sáng tạo ra một công giáo, tức là một tôn giáo công cộng chung cho mọi công dân bất kỳ từ hệ tư tưởng nào. Và kể từ đó, ai muốn thờ Chúa chung với mẹ Mary càng được khen, thêm các thánh thiên sứ càng tốt, thêm hình tượng càng đẹp, tòa thánh càng oai, lễ nghi càng sang, pháp định càng nghiêm, vân vân. Khi truyền đạo đến các nước kết hợp thần bản địa càng hiệp nhất hòa đồng, qua Việt Nam cúng người chết vẫn tốt, mỗi triều giáo hoàng thêm bớt vài giáo lý mà vẫn được coi là vô ngộ. Sau hơn 1.000 năm, vài cuộc cải chánh nổi lên, điều chỉnh một số tín lý và nghi thức, nhưng lẽ thật cốt lõi nhất vẫn chưa được nhìn nhận vì sự đe dọa quá lớn của câu nói truyền thống cho rằng ai không tin ba ngôi là mất sự sống đời đời, dù câu đó ngược 100% với lời Chúa Giêsu khẳng định với cha. Vả sự sống đời đời là nhìn biết cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Giêsu Christ là đấng cha đã sai đến, Giăng đoạn 17 câu 3. Sau gần 2.000 năm, mấy ai còn ngẫm suy lời tinh tuyền từ miệng Chúa và các thánh đồ thuở ban đầu? Dù tai vẫn cầm, mắt vẫn nhìn, tai vẫn nghe lời Ngài. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống trong như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Khải Huyền đoạn 22 câu 1. Tiếng kèn đã vang lên, mọi dấu hiệu của thời cuối cùng đã xuất hiện. Con người đang đứng ở trước cửa. Người là ai? Người đến làm gì? Người sẽ tìm thấy gì trong 8 tỷ con người và 2 tỷ tín đồ đạo Cơ Đốc? Chúng ta hãy nghe lời than thở của Chúa Giêsu trong Luca đoạn 18 câu 8b. Song khi con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng? Sau khi bị lưu đày từ Babylon trở về, dân Israel không dám phạm tội thờ hình tượng nữa, nhưng họ bắt đầu xem trọng về phong tục tập quán, về lời truyền khẩu. Đó là lý do khiến cho Chúa Giêsu đã khiển trách người Pharisee cách rất nặng nề, rằng họ đã bỏ đi điều răn của Đức Chúa Trời là điều hệ trọng mà giữ lấy những giáo nghi rườm rà. Ngày nay, bạn đang tin theo điều gì? Bạn có dám tin 100% theo lời của Đức Chúa Trời không? Hay đang tin theo lời truyền khẩu của giáo hội? Thương mến kính chào quý ông bà, anh chị và các bạn. Tôi cảm ơn Chúa chuyển thể bài viết trình bày lẽ thật dựa trên Kinh Thánh của người anh em trong Chúa sang phiên bản video này để thuận lợi cho quý vị xem tại nhà hay trong các buổi nhóm, hoặc download vào thẻ nhớ tặng cho người khác. Nội dung được giữ nguyên ngoại trừ một số câu của văn viết thì tôi điều chỉnh cho phù hợp với văn nói. Trang Facebook của người anh em trong Chúa được post ở dưới phần mô tả của video trên YouTube hoặc phần comment trên Facebook. Thì cái bài viết này cũng sẵn có trên đường link của blog do người chị em trong Chúa lưu trữ, quý vị có thể tham khảo. Có một điều mình vô cùng ngạc nhiên. Nhiều người nói chỉ yêu Chúa Giêsu, chỉ muốn giống Ngài và giảng lời Ngài, nhưng lại khoác lên mình chiếc áo La Mã, khoái giáo nghi rườm rà và tự hào bảo vệ tín điều ba ngôi bí hiểm, vì chính họ khẳng định không ai hiểu nổi cả, theo ý vua La Mã. Xa lạ hoàn toàn với phong cách bình dân và những lời thật rõ ràng dễ hiểu của con người Giêsu. Các người Pharisee và các thầy thông giáo hỏi Ngài rằng, sao môn đồ thầy không giữ lời truyền khẩu của người xưa? Ngài đáp rằng, hỡi kẻ giả hình,
Esai đã nói tiên tri về việc các ngươi phải lắm, như có chép rằng dân này lấy môi miếng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm, sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ lời truyền khẩu của loài người. Ngài cũng phán cùng họ rằng: các ngươi bỏ hẳn điều răn của Đức Chúa Trời đặng giữ theo lời truyền khẩu của mình. Mác đoạn 7 từ câu 5 đến câu 9. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá, có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát, có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy thì bị sập, hư hại rất nhiều. Ma-thi-ơ đoạn 7 từ câu 21 đến câu 27. Bởi cớ đó, hỡi anh em thánh là kẻ dự phần ân trên trời gọi, hãy suy kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Giê-xu. Ngài đã trung tín với đấng đã lập Ngài, cũng như Môi-se trung tín với cả nhà Chúa vậy. Vì Ngài đã được xưng là đáng vinh hiển cao trọng hơn Môi-se, chẳng khác nào thợ cất nhà được tôn trọng hơn chính cả nhà. Và chẳng có một cái nhà nào không phải bởi có người dựng nên, mà đấng đã dựng nên muôn vật ấy là Đức Chúa Trời. Còn về Môi-se, người đã trung tín trong cả nhà Chúa như một kẻ tôi tớ gọi đến làm chứng về điều ngày sau sẽ được rao giảng. Nhưng đấng Christ thì trung tín như con trai quản trị nhà Chúa, mà nhà Chúa tức là chúng ta, miễn là chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng lòng tin chắc và trông cậy là sự chúng ta lấy làm vinh hiển. Cho nên như Thánh Linh phán rằng: ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Như lúc nổi loạn là ngày thử Chúa trong đồng vắng, là nơi tổ phụ các ngươi thấy công việc ta làm trong 40 năm mà còn thử để dò xét ta. Nhân đó ta dặn dòng dõi này và phán rằng: lòng chúng nó làm lạc luôn, chẳng từng biết đường lối ta. Hebrew đoạn 3 từ câu 1 đến câu 10. Rõ ràng đến như vậy mà cứng lòng không chịu chấp nhận Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, cứ chăm chăm tin theo tín điều do hoàng đế La Mã ép giáo hội nghị đặt ra, thay đổi luật pháp Chúa, hà hiếp các thánh giữ lời Ngài, còn kích nhau dùng thần học để dò xét Chúa nữa. Vì vậy cho nên tiên tri Daniel lẫn sứ đồ răng được thấy trước tình cảnh này của giáo hội đều phải lạ lùng, bàng hoàng và mất hết tinh thần. Anh chị em hãy tham khảo Daniel đoạn 7 và Khải Huyền đoạn 17 câu 6 thì sẽ thấy. Đức Chúa Trời luôn quan tâm kỳ lễ lều tạm, giáo hội luôn quan tâm lễ hội mùa đông Noel. Thế thì chúng ta nên nghe lời ai? Ai có quyền quyết định sự sống đời đời cho chúng ta trong cõi tương lai? Là Giê-hô-va Đức Chúa Trời hay giáo hội? Bạn đang chọn điều nào? Thương mến, kính chào quý ông bà, anh chị em và các bạn. Tôi cậy ơn Chúa chuyển thể bài viết trình bày lẽ thật dựa trên Kinh Thánh của người anh em trong Chúa sang phiên bản video này để thuận lợi cho quý vị xem tại nhà hay trong các buổi nhóm, hoặc download vào thẻ nhớ tặng cho người khác. Nội dung thì được giữ nguyên, ngoại trừ một số câu của văn viết thì tôi điều chỉnh cho phù hợp với văn nói. Trang Facebook của người anh em trong Chúa được post ở dưới phần mô tả của video trên YouTube hoặc phần comment trên Facebook. Bài viết này thì cũng sẵn có trên đường link của blog do người chị em trong Chúa lưu trữ, quý vị có thể tham khảo. Hôm nay thì chúng ta suy gẫm vào cuối kỳ đại lễ tháng 7.
Kỳ đại lễ tháng 7 theo lịch kinh thánh do Chúa quy định thì bắt đầu từ mồng 1 với lễ thổi kèn. Mồng 10 là đại lễ chuộc tội. Rằm là ngày đầu của lễ liều tạm kéo dài suốt một tuần. Và ngày cuối cùng là một ngày trọng thể chấm dứt mọi lễ hội trong luật pháp Chúa. Chúng ta có thể tham khảo Lê Vi Ký đoạn 23, Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 16. Con cái Chúa có thể nghe nhiều, biết nhiều về lễ vừa qua, cả cựu ước và tân ước. Nghe biết một khía cạnh về lễ ngũ tuần ở trong tân ước. Nhưng hầu như chẳng mấy ai nhắc đến kỳ lễ liều tạm, trong khi đó lại là kỳ đại lễ quan trọng nhất trong năm, kéo dài cả tháng 7, theo lịch kinh thánh do Chúa lập. Đây cũng chính là kỳ lễ duy nhất được Đức Chúa Trời đặc biệt quan tâm nhắc nhở muôn dân phải tuân giữ trong thì tương lai để được phước và khỏi bị đón phạt. Chúng ta có thể tham khảo Sa-ta-ri đoạn 14 từ câu 16 đến câu 19. Và bây giờ chúng ta hãy xem Đức Chúa Trời đã dùng chính con Ngài, các sứ đồ và thiên sứ bày tỏ lẽ thật gì liên quan đến ngày cuối cùng đặc biệt này trong tân ước và cả thì tương lai. Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ. Chúa Giê-xu ở đó đứng kêu lên rằng: nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Bởi bấy giờ Thánh Linh chưa ban xuống vì Chúa Giê-xu chưa được vinh hiển. Giăng đoạn 7 từ câu 37 đến câu 39. Chúa Giê-xu khẳng định Ngài không tự ý nói gì hoặc là làm gì bất chợt, nhưng mọi sự đều do Cha lập trình. Và Ngài thực hiện trung thành chuẩn xác, không tùy hứng theo ý riêng, dù là địa điểm hay thời điểm. Những lời hứa này đã được phát ra đúng lúc đúng chỗ theo ý Cha, rõ ràng lúc ấy chưa ai hiểu gì cả. Đến ngày lễ ngũ tuần, chúng ta có thể xem trong Công vụ đoạn 2, Đức Chúa Trời đã nhậm lời nài xin của con Ngài sau khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về ngồi bên hữu của Cha đó. Cho phép Chúa Giê-xu được nhận Linh Cha để đổ xuống trên môn đồ. Không chỉ ứng nghiệm lời hứa trong Giăng đoạn 7 từ câu 37 đến câu 38, mà còn để hoàn thành chính xác mọi quy định, làm rõ ý nghĩa lễ ngũ tuần được chép trong Lê Vi Ký đoạn 23 từ câu 15 đến câu 21. Hiểu được điều đó và không hề lẫn lộn vị trí Đức Chúa Trời với vị trí Chúa Giê-xu, Phi-e-rơ cùng các môn đồ mạnh dạn công bố vô cùng rõ ràng với người Do Thái rành rẽ luật pháp Mô-sê: hỡi người Israel, hãy nghe lời này. Chúa Giê-xu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết, người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên cây mọc hình và giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ người lại dưới quyền đó, dưới quyền nó. Đức Chúa Giê-xu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó. Vậy sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Thánh Linh ra như các ngươi đang thấy và nghe. Vậy cả nhà Israel khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn, tức là phong chức Giê-xu này, không phải Đức Chúa Trời này, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá. Tôi xin chỉnh lại chỗ này một chút. Đúng theo lẽ thật là đã đóng đinh trên cây mọc hình. Do cái vấn đề dịch thuật thôi, tôi tiếp tục đây. Mà các ngươi đã đóng đinh trên cây mọc hình làm Chúa và Đấng Christ. Chữ Chúa này nghĩa là ông chủ, tức là trong tiếng Anh gọi là chữ Lord, và tuyệt đối không phải tôn làm Đức Chúa Trời, mà là tôn làm Đấng Christ. Đấng Christ có nghĩa là Đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người. Chúng ta có thể kiểm tra địa chỉ Công vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 22 đến câu 24.
từ câu 32 đến câu 33 và câu 36. Phaolô về sau đó thì được chính Chúa bày tỏ đã giải thích rõ ràng cho tân tín hữu Galati đang muốn giữ luật pháp mà chưa hiểu rõ đấng Christ là ai. Ông viết như thế này: vậy thì làm sao có luật pháp? Luật pháp đã đặt thêm vì cớ những sự phạm phép. Cho tới chừng nào người dòng dõi đến là người mà lời hứa đã hứa cho. Luật pháp được ban ra bởi mấy thiên sứ và truyền ra bởi một người trung bảo. Vả người trung bảo chẳng phải là người trung bảo về một bề mà thôi, nhưng Đức Chúa Trời chỉ có một. Galati đoạn 3 từ câu 19 đến câu 20. Rõ ràng đó, vị trí người trung bảo không thể dời hẳn sang một bề mà gọi là hoặc nhập thành Đức Chúa Trời. Với tín hữu Corinto đã kinh nghiệm nhiều ân tứ thánh linh nhưng sống phóng túng trong văn hóa Hy Lạp, dễ coi thường luật pháp, thì Phaolô mạnh mẽ khẳng định: về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha. Muôn vật bởi Ngài mà ra và chúng ta hướng về Ngài. Lại chỉ có một Chúa, tức là một ông chủ đó, không phải Đức Chúa Trời nha, mà thôi là Đức Chúa Giêsu Christ. Muôn vật đều nhờ Ngài mà có và chúng ta cũng vậy. Nhưng chẳng phải mọi người đều có sự hay biết đó. Corinto nhất đoạn 8 từ câu 6 đến câu 7. Trước khi qua đời thì Phaolô nhắn nhủ với Timôthê là thế hệ kế tục cách vô cùng cẩn thận về lẽ thật, phải hết lòng hết sức dạy dỗ cho mọi người điều gì? Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật, vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêsu Christ là người. Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ, ta nói thật không nói dối. Vì lời chứng ấy ta đã được cử làm thầy giảng, là sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại, để dạy họ về đức tin và về lẽ thật. Timôthê nhất đoạn 2 từ câu 4 đến câu 7. Chúng ta biết là sau gần 300 năm trung thành chịu khổ, kiên cường giữ lẽ thật, thì các giám mục đã khuất phục dưới ý chí hoàng đế La Mã Constantine khi dùng quyền lực và tiền bạc cùng lời hứa tôn trọng tự do để dung nạp giáo lý ba ngôi của tôn giáo Babylon, Ấn Độ, Hy Lạp, La Mã vào đạo Chúa. Giáo hội nghị Nice năm 325 đã đồng ý theo lệnh vua đời này bỏ lời Chúa mà gọi đấng Christ là chính Đức Chúa Trời, gọi con ngang bằng với cha, rồi lại tiếp tục tìm cách diễn ý vài câu văn trong Kinh Thánh để thân vị hóa Thánh Linh, tức là thần khí của Chúa Cha, thành thêm một ngôi nữa, tạo ra đủ bộ ba ngôi đồng đẳng, đồng quyền, hòa hợp với giáo lý căn bản chung của mọi nhóm tín ngưỡng văn hóa trong cả đế quốc, giúp hoàng đế tìm được một phương tiện thống nhất xã hội, ổn định chính trị khi sáng tạo ra một công giáo, tức là một tôn giáo công cộng chung cho mọi công dân bất kỳ từ hệ tư tưởng nào. Và kể từ đó, ai muốn thờ Chúa chung với mẹ Mary càng được khen, thêm các thánh thiên sứ càng tốt, thêm hình tượng càng đẹp, tòa thánh càng oai, lễ nghi càng sang, pháp đình càng nghiêm, vân vân. Khi truyền đạo đến các nước kết hợp thần bản địa càng hiệp nhất hòa đồng, qua Việt Nam cúng người chết vẫn tốt, mỗi triều giáo hoàng thêm bớt vài giáo lý mà vẫn được coi là vô ngộ. Sau hơn 1.000 năm, vài cuộc cải chánh nổi lên, điều chỉnh một số tín lý và nghi thức, nhưng lẽ thật cốt lõi nhất vẫn chưa được nhìn nhận vì sự đe dọa quá lớn của câu nói truyền thống cho rằng ai không tin ba ngôi là mất sự sống đời đời, dù câu đó ngược 100% với lời Chúa Giêsu khẳng định với cha. Vả sự sống đời đời là nhìn biết cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giêsu Christ là đấng cha đã sai đến, Giăng đoạn 17 câu 3. Sau gần 2.000 năm, mấy ai còn ngẫm suy lời tinh tuyền từ miệng Chúa và các thánh đồ thuở ban đầu? Dù tai vẫn cầm, mắt vẫn nhìn, tai vẫn nghe lời Ngài. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống trong như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Khải Huyền đoạn 22 câu 1. Tiếng kèn đã vang lên, mọi dấu hiệu của thời cuối cùng đã xuất hiện. Con người đang đứng ở trước cửa. Người là ai? Người đến làm gì? Người sẽ tìm thấy gì trong 8 tỷ con người và 2 tỷ tín đồ đạo Cơ Đốc? Chúng ta
ta hãy nghe lời than thở của Chúa Giê-xu trong Luca đoạn 18 câu 8b. Song khi Con Người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng?